Xin kính chào các bạn. Sáng nay ngày 19 tháng 10 năm 2019, tôi xin dâng các bạn thưởng lãm một clip với tiêu đề Lan rừng và tâm sự mùa nào đẹp nhất trong năm. Thưa các bạn kính quý, đối với nhiều người, mùa xuân, mùa của muôn loài cỏ cây hoa lá tốt tươi. Sau những ngày đông tháng giá, vạn vật như bừng tỉnh và trỗi dậy. Mùa của trăm ngàn loài hoa đua nở để khoe sắc đua hương. Và là mùa khởi đầu của một năm mới, với bao nhiêu dự định, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu ấp ủ, bao nhiêu ước mơ. Và ai cũng mong chờ những ấp ủ, những ước mơ, những hoài bão ấy của mình sẽ sớm trở thành hiện thực. Mùa xuân, quan niệm của xã hội thời nay đã khác, chứ không phải như xưa. Trong một xã hội phần lớn là nông nghiệp, làm ăn theo mùa vụ, thì tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà. Bài ca dao này còn dài và có nhiều dị bản, nhiều phiên bản khác nhau, và bản nào cũng thâm thúy, sâu sắc. Là người ngoại đạo, tôi không dám lạm bàn, chỉ xin dẫn chứng đôi câu để thưa với các bạn rằng mùa xuân như thế nên hết thảy mọi người đều yêu, đều thích mùa xuân, nhất là những nam thanh nữ tú, có phải không các bạn? Thế nhưng thưa các bạn, mùa xuân đẹp quá nhưng cũng hối hả quá, náo nhiệt quá. Và nhất là mùa xuân lại như thầm nhắc: một năm đã qua rồi đấy nhé, làm được gì chưa bạn? Mà cả hai điều này tôi đều rất ngại. Đẹp đẽ nhưng ồn ào, náo nhiệt, tôi ngại lắm các bạn ạ. Bởi thế xin thưa thêm, tôi ít đi chùa chiền lắm, nhưng có đi tôi thích vãn cảnh chùa và dâng hương vào những ngày thường, chứ không phải những ngày lễ hội. Thích khung cảnh thâm nghiêm, u tịch, chỉ văng vẳng tiếng các thầy tụng kinh gõ mõ, khe khẽ đi, như nghe được cả hơi thở của mình. Hít hà thật sâu trong bầu không khí trong trẻo, không vội vã. Nếu có ít thời gian thì vãn cảnh chút thôi rồi về, thư thái, chỉ chốc lát thôi, thấy tĩnh tâm, thấy yên bình lạ. Thưa các bạn, đến đây dù đã lan man quá, nhưng cũng xin thưa thêm với các bạn đã hạ cố ghé xem rằng tôi vào nhà thờ tôi cũng rất thích các bạn ạ. Dù không phải là con chiên, nhất là đêm trước Noel, đưa các cháu đến sân hoặc một bãi đất trống của nhà thờ, nơi tổ chức nhiều trò vui vui và bổ ích. Đèn, hoa lung linh, sắc màu rực rỡ, những hang động nhân tạo nho nhỏ mà đẹp đẽ vô cùng. Các cháu cũng thích và tôi cũng thích. Nhưng hễ có người trông chừng các cháu là tôi một mình lẻn vào nhà thờ. Lúc này rất vắng lặng, hoặc cả một đám con trẻ cùng vào, nhưng phải dặn kỹ các cháu: vào chốn tôn nghiêm, buộc phải tôn nghiêm nhé. Tôi thường ngước mắt ngắm nhìn vòm trần nhà thờ để bao quát trước tiên, nhưng cũng là để chiêm ngưỡng một nền kiến trúc dường như không bao giờ cũ. Vòm trần nhà thờ như vời vợi, như bao la. Rồi chúng tôi không làm dấu thánh, nhưng chắp tay hình búp sen trước trán khi bước gần hơn về nơi tượng Đức Chúa. Chỉ một vài phút giây thôi, không nguyện cầu gì cả và chỉ một niềm cung kính. Thân tâm cũng thấy thanh thản lạ lùng các bạn ạ. Khi bước chân ra khỏi khu nhà thờ, những vị trông chừng ở đây thường cúi đầu chào khách và nói lời cảm ơn. Tôi thường cũng chỉ khe khẽ nói: dạ vâng ạ,
Nhưng sao thấy họ chu đáo đến thế, lịch lãm đến thế, giữa một khung cảnh chuẩn bị cho một lễ trọng mà vẫn chu đáo như vậy. Ấy, xin lỗi các bạn, tôi xa đà quá, lan man quá. Lại có nhiều bạn trách cứ tôi rồi. Tôi xin tạ lỗi. Và xin thưa, bởi vậy mùa thu mới là mùa tôi yêu thích nhất các bạn ạ. Không phải để thi thoảng được ngắm một quãng đường phố vắng của Hà Nội xào xạc lá vàng rơi, lá khô rơi, thi thoảng gió thổi, lá vàng rơi như những trận mưa vàng. Không phải vậy các bạn ạ. Phố xá bây giờ ồn ào lắm, không hề có phố vắng như xưa nữa đâu ạ. Và ngay cả lá vàng rơi cũng hiếm. Giờ đường xá hiếm hoi lắm mới có cảnh xào xạc lá rơi. Mà tôi cũng yêu mùa thu bởi tiết trời hòa hoãn, không nóng, không lạnh. Những ngày tiết trời đẹp như mơ. Ngay cả khi nắng vàng rực rỡ, đầu trần đi nắng vẫn dễ chịu. Và mặc dù lan rừng thưa thớt, nhưng nếu có thì thơm đến là thơm. Và có vẻ nhìn những giò lan sung sức chuẩn bị nghỉ đông để dâng đời một mùa hoang mới, một mùa hoa rực rỡ sắc hương, thì làm người ta phấp phỏng ngóng chờ. Và dường như nhìn những giò lan cảm thấy đẹp hơn, đẹp hơn những mùa khác. Và nhất là thưa các bạn, mùa thu, mùa lớn của trẻ thơ, cân nặng của trẻ thơ được cải thiện rõ rệt sau mùa hạ chói chang. Và còn là mùa cưới của biết bao những đôi uyên ương, có phải không các bạn? Thưa các bạn kính quý, sau mấy ngày bận rộn xem lại những giò kiểu vuông sau hơn một tháng trời ghép gỗ lũa, tôi thầm cảm ơn các bạn, những người vẫn kiên nhẫn ghé xem những clip dài lê thê để động viên khích lệ tôi. Xin chân thành cảm tạ các bạn. Kính chúc các bạn ai ai cũng yêu thích cả bốn mùa trong năm. Bốn mùa là bốn mùa vui các bạn nhé. Xin thân ái kính chào các bạn. Phần cuối clip lại vẫn là những bông hoa nhỏ, những nhành lan nhỏ đã nở trong vườn lan nhà tôi hồi đầu mùa vừa qua. Mời các bạn hạ cố ghé xem vài ngồng lan nhỏ. Một lần nữa xin thân ái kính chào các bạn.